Con lạy chín phương trời là 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con xin tấu lạy đường trời, đường biển, đường sông, đường tam thiên núi, đường ông thiên đình. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm Đinh Dậu. Đinh Hợi là ngày Húy Nhật của tiên ông Nguyễn Thị Điền chủ nhang con. Xin tạ ơn Ngài đã ban thuốc quý hoa đà xuống để cứu dân độ thế. Nguyễn Thị Điền con được nhận việc làm là để cứu dân độ thế. Nay xin đa tạ, tạ lễ bề trên để tưởng nhớ ngày Húy Nhật của tiên ông. Xin được kêu thay lạy đỡ cho muôn dân bách gia trăm họ. Và xin cũng là được để mà liều thuốc tiên xuống cứu thế cho muôn dân. Xin được bình an. Con xin đa tạ Ngài. Con xin về trên con được niệm biến kinh để kinh thiên được phát thuốc cho muôn nhà, muôn người được hưởng lộc. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 tưởng nhớ đến ngày Húy Nhật của Ngài. Ngài Hoa Đà đã xuống để trao cho muôn dân bách gia trăm họ một lượng thuốc quý. Một kho báu đã được mở để cứu nhân dân. Nay Nguyễn Thị Điền con xin đa tạ Ngài được vào niệm biến kinh của Ngài cho được linh thiêng đến muôn dân hưởng lộc. Là vô con niệm Phật Đà, con nguyện chí hướng thật là tu ngoan. Con xin lộc phát lộc ban, con xin vô lượng chứa chan đạo nhàn. Là vô thank you.
Thật để làm nên sao
vàng. Là vô đức Phật đoan tràng tu ra, pháp giới mới thay tiên trời. Là vô chắp tay con này muốn nơi đất trời Nam Việt xuống đời dạy dân. Là vô tu luyện nhọc nhằn thì nay mới có kinh văn đoạn tràng. Là vô thế giới mở mang, chúng con xin nguyện sẵn sàng làm theo lời bác ái tâm quy. Là vô đức Phật tiên tri có sang có đẹp cũng thì trời ta. Là vô thế giới bài ca đoàn trang pháp vật nhà nhà vui chung. Là vô cúi đầu con lạy tiên cung đê đình. Ngày nay có kinh pháp mới tâu trình, cũng là do bác vẫn bình hành tinh, cũng là bác chuyển quân binh thì ngày nay mới có lịch trình nhà sân quy. Chúng con xin niệm xin quỳ xin tâu cho nỗi tâm quy lời rằng liền tu ngày tháng đoan tràng gia đình đất nước vẻ vang muôn nhà. Nguyện xin ăn ở thân thà xây tâm đắc na quả thiên trang. Nguyện cùng chiến sĩ đồng bào trình kinh vô viếng ước ao ngày này. Đoàn tràng pháp thận hôm nay chúng con tôn kính là thầy bảo ban. Đoàn tràng pháp phật tu ngoan tự nhiên trí tuệ mở mang trong đầu. Kết duyên nghe bạn năm châu anh em đoàn kết âu xung bầy. Con là vô A Di Đà Phật ngày nay sự thật bí mật ngàn năm mây sáng trăng rằm ngàn năm vẫn diệt. Con là vô A Di Đà Phật tay con chăm gối con quỳ xin đi đường lối chẳng còn nhiều mối như thua năm xưa. Con là vô A Di Đà Phật ngày nay hoàn tân đất nước hoàn công thế giới đại đồng thần thống pháp phật. Đây là sự thật ai đọc kinh này khổ lụy bay đi chỉ còn những gì tâm quy trong sạch. Con là vô A Di Đà Phật dài tai dài anh bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ cho tâm hồn thai thứ A Di Đà Phật dài tai dài anh bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ cho tâm hồn thai thứ A Di Đà Phật dài tai dài anh bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ cho tâm hồn muôn dân bách gia trong họ được thai thứ A Di Đà Phật. Con niệm là vô A Di Đà Phật con niệm là vô A Di Đà Phật con niệm là vô A Di Đà Phật. Đoàn tràng pháp Phật tu ra đức Phật tôn quy Di Lặc tôn ông Hồ Chí Minh cứu thế.
Namo A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con xin tấu lạy đường trời, đường biển, đường sông, đường tam tứ núi, đường ông thiên đình. Hôm nay con được xin tấu trình trước đại đức vua cha Ngọc Hoàng hay đức Lạc Long Quân, cũng là lệnh chúng con tuân trời đất. Con xin mẫu thiên hoàng hay xin mẹ Âu Cơ, cũng là lệnh chúng con tôn thờ quốc pháp. Con xin nữ tướng Trưng Chắc Trưng Nhị, cũng là ngọn tháp của Nam Thiên. Con xin linh bác giáng cả bốn miền Đông Tây Nam Bắc. Hôm nay xin tất cả các tướng lĩnh Trúc Lâm Yên Tử, Chùa Đồng, Cửa Ông Móng Cái, Côn Sơn, Kiếp Bạc về đến nơi Thánh Tản Viên, nơi Đức Thích Cả tập trung tại Tòa Tích Lai, Hương Tích, Hương Sơn để cứu ân độ thế. Nay xin được bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ. Con xin mẹ Bạch Y Bồ Tát nhỏ vào thân thể, bệnh gì cũng tan. Bính Tuất mở lường cầu an hôm nay. Nguyễn Điền, con xin được cầu an cho muôn dân bách xa trăm họ, để được cầu an về với muôn nhà, sự an lành đến với muôn dân nhân loại ta. Xin bề trên cho Nguyễn Điền con được cầu an, được thông pháp phép thần tiên yểm phép vào muôn người muôn họ. La Bồ con niệm Phật nào đà, xin trời xin đất La Đà cầu an. Ngày hôm nay là ngày bao quốc thiên cai uy linh, các bào thiên tài bước ra, tâm hồn kêu gọi thiên ta dùng dân được nhà nhà cùng lẻ sau muôn tranh lâm huy ai ai chung hương lãnh quỷ trước linh. Trước linh hồn của chí minh uy nghiêm lộng lẫy ba đình thủ đô, bầu trời là một bóng ô che người cách mạng tiên đồ dựng lên. Chùa Hương bên đục có tên Hoàng Thiên, Long Giang có nền tái trương, tòa cao phải có trung ương tháp vàng, bao quốc thông thương đất dày. Có sách thì phải có thầy có quan, phải có dân cày mới xong. Dạy rằng tâm đạo sáng trong sông sao trong sạch đừng vòng lại vô, sạch trong mới được trời cho hồn âm xin.
Thank you.
đất bày hoàn công. Xuống trời là tương thần đông tam sơn, tư hải nhất đông phần điện. Ngày nay địa lý địa liền ai về nhận thuốc đất liền dài đi. Ba cõi đồng nhất vô vi, ba cõi đồng nhất tâm y Phật trời. Văn thiên xôi xa buông lời cứu nhau thoát khỏi thế thời hoan kiên. Ơn trời hành đạo bụt hiền, ơn người cầm bụt thần tiên bao dùm. Cứu nhau thoát khỏi miệng buồn, cứu nhau thoát khỏi tôi mịt mùng. Năm nay có đồng lắc dùng tách trời, nẻ đá anh hùng bước ra. Năm nay thân đưa thanh cha âm dương, hai cực chạm ba động trời thơ cơ mở xem bình thế gian có bằng tưởng trình tiên nhân phương về luận đạo bụt nghiền. Năm nay binh tuất trao tiên nhất toàn bụt vàng kim ngọc nở hoa bao nhiêu, tàu chuyên vận qua thuốc trời. Thuốc trời xuống bảo vệ đời ai chung, góc ngành của trời thời nay. Thì trời mở cửa cơ may quần bè. Nếu ai chỉ hướng thì về săn tay chung gánh bộn bè ngổn ngang. Gầm ở trời mặt đất nóng gian, thuốc thần bổ nhiệm vua còn ai lơ đáng cô đi đi chơi ngoảnh mặt cười khỉ cho ai. Công trình thế kỷ đổi thay vậy nên việc gấp cần ngay thực ở đời. Ai ơi trời âm dương lực bút không rời kêu nhau. Bình tuân không đánh mà đau ai buồn, khăn thả mắt lo tâm tràn. Hay lắng nghe cha mẹ tiên bán đất trời, giả kinh pháp mới kêu đời thiên nhiên quy luật tạo thời kêu tinh. Tòa trời vẫn chuyên quân binh tách động, nẻ đá thanh linh vẫn về.
còn ai chậm trễ lê mẹ, còn ai giờ thôi anh nghề bệnh sinh. Thơ thiên vận thế hành tinh, năm nay mình xuất dương mình tách ra. Phương về lại thiên xa, có thiên có địa vật ra kia trời. Thơ về dạy bảo cho đời, tớ nay mới xuống dạo chơi ngựa toàn. Thơ thiên chắc canh thần hoa, thơ tiên tâm bác thái hòa vui chung. Bao rằng thiên địa truyền dung âm dương, tăng tôi mịt mùng tránh sao. Ai ơi thiên địa pháp cao, lời thơ kiêm bạc phát trao kiều huyền. Kiếm thơ ban lãnh chi truyền, kiếm thơ pha dài lời huyền độc nguy. Bao dùm thiên hạ gấm quy, kéo mà sớm ấp cháy suy. Thơ thiên mang sách cùng thầy, cả trời gửi gắm dân thầy giáo liên. Giáo liên chính tục điển viên, thay niên thời đế kê phiên gia trình. Cầu an chứng quá lời bình, ông trời bà đất thiên đình phán ban. Động ở lòng quỳ xuống xin van, cho hàng ngắn mạch nở nan dài cùng. Thơ thiên xuất thế dùng chung, trong cành động tố người hùng xuất mình. Ai ơi có phải thanh đình đức trời ngọc Phật chí minh ban hành. Bút này chắc cành thơ tiên nhiễm độc, giải độc không tiền tâm vui. Là nhà có nóc có dùi, tất nhiên là phải cái dùi chơi mèo. Quạt thiên trong nóng mùa hè cũng không ngược lại ý, cái mẹ đẻ rơi. Nếu ai gặp họa điểm xui, nếu ai oan thác tôi ngồi về đây. Giữa trời lá giữa bút cây, hai hoa mang pháp dựng xây chắc bền. Rộng to vững mong vững nền, có trời có đất bề trên kêu mình. Đức tôn cao bậc thiên đình, cúi đầu chẳng người nơi bình ngồi thiêng. Cầu an không phục vụ riêng, cúi đầu tụng niệm Phật.
nhắc ngày bụng chớ lòng vòng không than, dù thuộc có phòng mà vẫn nguyên. Thời nào thế ấy tâm quỳ khiêm tôn, ta cúi quỳ bề trên. Thật tâm thân Phật kẻ bên sai tâm, không ứng phải đèn gấp bao. Cận năm đã có trời cao rơi vào, biển lửa có phao kêu dù. Đừng ở để sung chút dụng chùm, thời thời thế thế liêng buồn má chơi. Phao trời hạ xuống biển khơi năm nay, binh tuất ai ơi biêu vào. Giơ tay mẹ vẫn lên nào, có trời có đất tự hào tất nhiên. Anh hùng thời thế kể phiên đoan trang, tôn trọng bụt nghiên kêu đời. Bụt này mang sắc của trời vinh tuất, cầu gấp cho đời bình an. Giặc nào trời chẳng đánh tan thiên thời, bao cuộc trị an định kỳ. Thơ thiên ai xanh ai bị cầu an, xuống gấp có bị nghĩa chung. Nếu trời nổi gió hành hung mưa phong, bão lửa hoàng cung cứu đời. Đẹp sang cung bày nhớ trời ai người, phản lại thế thời gặp nguy. Hãy tôn bậc đức cúi quỳ, chung đồng giải độc lâm nguy có trời. Con cầu Bồ Tát mẹ ơi, thuốc nam động dài xuống trời cứu. Chính tâm con cúi con quỳ, chính đạo chính pháp con quỳ chính đường. Xin cha mẹ dạy cho đường, để con tranh đàn trên trường cực đoan. Cúi quỳ xin mẹ con ngoan vui chung, là nghĩa kết đoàn cùng dân. Tự ở núi non chỉ về
sông sâu xin lãnh thủy tẻ cho con lâm giữa lệch kê cho bằng. Bác Hồ hiện diệu tình trăng siêu hình hiện đại nhập thăng kêu đời. Con nay ơn nghĩa ông trời chí minh ông thanh đương thời quả nhân. Thanh trời vì nước vì dân cầu an xuống gấp là cần năm nay. Vì trời vì đất đổi thay thu âm chữ nổi là thầy giảng dân. Cầu an binh tuất rộng nhân vua nam binh tuất giang trần đại vương. Cầu an pháp lệnh kỷ cương là xe cầm cứu thương trường thời nay. Mỗi người một việc chung tay truyền sang binh tuất cấp ngay cấp cần. Âm dương núi đội là thần binh tuất điện đạo ta cần bảo an. Kinh này hạnh ngộ sẽ sang nước thần tiên phép phật ban thanh phổ. Kinh cầu có phép thả tu kinh thiên cầu nguyện phụng thủ bao năm. Ngày nay sáng tỏ trăng rằm ất dậu hết hạn chuyển năm binh vàng. Cầu an cùng với đoàn tràng lửa nóng rơi xuống dịu dàng tâm quy. Cầu an pha nán tâm quy cho em thân những tâm quỷ tượng cúi đầu tụng niệm con ơn cha trời mẹ địa dân thần buông tha. Sổ trời thiên định mở ra cầu an hiệu nghiệp nhà nhà bắt tâm. Cầu an dạy độc uy lâm có độc có dài có tâm trời phù. Phượng tâm lộc pháp lộc bù như như trời cùng đất trong chủ oán ai. Cầu an trừ hóa thiên tai thực đơn Bồ Tát tên ngài hóa tiên. Cúi ơn hồn nước giao liền cúi ơn thiên tổ chạm thiên nội thần. Cúi ơn đại đức giang trần hôm nay cấp thuốc danh phần cầu an. Cúi đầu tụng niệm xin ban cho đời con được bình an yên lành. Mốc trời thiên định sáng canh cầu an độ phúc yên lành toàn gian. Cúi đầu cầu nguyện thiết tha
trong nhà bình yên. Con xin được phát tâm hiền, cha mẹ phụ cấp thuốc tiên dược trời. Bác Hồ là của muôn nơi, Bác Hồ là cả ba trời tôn vinh. Cúi ơn tòa pháp tri minh, con cúi ơn tạ tiên đình tòa cao. Cầu an hòa nhập tâm giao, thiên đình tòa Phật pháp cao ngày này. Cầu an đại pháp chung tay luyện tu, ba cõi là thầy đại quang. Cúi quỳ trước nén hương nhang, con xin được dài nhẹ nhàng xin. Cầu xin bố mẹ thần y thuốc thần, mẹ nhỏ bệnh gì cũng tan. Cúi đầu quỳ gấp xin van, bảy gian hóa tranh nở nan dài cùng. Con cầu cho cả riêng chung, cầu an pháp Phật hướng cùng nhân gian. Hôm nay đại pháp cầu an, trong năm bình tuất chứa chan tinh thần. Tinh thần vì nước, vì dân, vì cả tòa pháp tùy thân binh vàng. Cầu an đại pháp thân chàng, bánh gì hiếm hóa nhé nhàng tan đi. Lần nữa con xin với mẹ thần y thuốc thần, bàn pháp mạnh gì cũng tan. Cúi đầu tụng niệm xin van, là vô con niệm cầu